Người nói tôi mong mơ, người nói tôi viển vông, người biết đâu trong tôi nghe ra là cuộc sống. Chỉ khi tiếng nói tôi được ngời lên cao, trái tim tôi từ đây cất cánh bay lên trời sao. Từng ngày dài miệt mài tìm kiến thức trong cuốn sách kia, và từng ngày dài miệt mài tập lối đi và cách nhìn vào chính mình, tập cách cười gắng. Từng ngày nhìn vào mình tương lai, thầy chờ hứa và cố gắng hơn. Vì từng ngày dài chưa qua, thời gian không chờ đợi chúng ta. Dù cho kiến thức có đến thế nào, chỉ có đam mê mới chinh phục khát khao. Sáng thành vì sao gấp lấp lên trên cao, dẫn lối bao thế hệ bằng bao tần thân. Chỉ có tôi mới biết nghề giáo này là cuộc sống, giấc mơ duy nhất đời tôi hằng mơ. IMAP là một hành trình trải nghiệm tuyệt vời đối với mình. Trở thành giáo viên và đồng hành cùng IMAP là chặng đường mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Nhưng nếu được chọn lại, mình vẫn muốn trở thành một giáo viên.